Thiraton Bulmatan lại giật cùi trỏ ở trận chung kết AFF Cup 2020. Ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 trận chung kết lượt về AFF Cup 2020, hậu vệ Thiraton đã bất ngờ tung ra một pha giật cùi trỏ chơi xấu đối thủ bên phía Indonesia. Đây thực sự là một hành động thể hiện sự xấu tính của ngôi sao từng khoác áo đội bóng từng vô địch J-League 1 năm 2019 Yokohama bởi việc tung ra pha đánh nguội đối thủ ở thời điểm đó cũng chẳng còn mang ý nghĩa gì khi mà kết quả thắng bại của trận đấu đã được định đoạt. Nhưng hẳn là do đã có va chạm trước đó nên Thông đã tung đòn để trả đũa đối phương. Song không may là điều này không qua mắt được trọng tài chính người Jordan. Ngay lập tức một tấm thẻ vàng đã được vị này rút ra để cảnh cáo Thông ở phút bù giờ thứ ba của hiệp 2. Đây không phải lần đầu Thông thể hiện sự xấu tính của mình. Trước đó cầu thủ này từng có hành động giật trò tương tự vào mặt Quang Hải ở trận bán kết lượt đi và sau đó là Xuân Mạnh trong trận lượt về nhưng không bị thể phạt. Dù sắp bước sang tuổi 32, vào tháng 2 tới nhưng Therathong vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Đây chính là một gương mặt quan trọng có đóng góp rất lớn vào hành trình lên đỉnh khu vực của thầy trò huấn luyện viên vô Kinh ở giải đấu lần này. Sau 3 năm chơi bóng tại Nhật Bản, bước sang năm 2022, hậu vệ mang áo số 3 này đã quyết định hồi hương để chơi bóng tại câu lạc bộ Buriram United. Nếu duy trì được phong độ, đây chắc chắn vẫn sẽ là một cầu thủ trụ cột của Voi Chiến ở kỳ AFF Cup năm 2022 vào cuối năm nay.